Rồi có khí Nam Bon xin mến chào cả nhà nha. Hôm nay mình quay hai con máy cua ta và đá xong các bạn. Bữa nay giao con, ngày mai giao con nha. Giờ máy cua ta của xưởng có khí Nam Bon sản xuất đã xong rồi. Bây giờ mình quay cho các bạn xem cái khoảng sản phẩm của có khí Nam Bon nha. Đây là cái đầu máy cua ta V2403. Đây các bạn có tem của nó nè. Đó, tem đó nha. Xưởng thiết kế cái mẫu này là nhìn nó gọn các bạn. Cái bộ e nè, bộ e của máy nè, bộ e là xài bộ e mới luôn. Nó gọn băng à, nhìn nó đẹp. Chụp bô nó nè, bô lửa nằm đây. Còn bên đây là cái phần hệ thống nó xài cái bơm của ta bốn ngữ, hai bơm các bạn, đây bơm đôi, gọi là bơm đôi á. Còn đây là cái nọng của nó nè, nó xài cái nọng cũng cua ta luôn, mà nọng 4202 các bạn, nọng lớn, nọng nguyên khớp ập vô luôn à. Cái vô lăng này là lái thể lực, nhưng mà nó có tăng đưa được bạn, dù bạn băng qua cầu hạ lên hạ xuống vẫn bình thường nha. Nó giống như mình ship vậy đó, ship cho nó gọn là được. Xưởng xài cái đùi bờ của ta 301. Đây cái hộp số nó nằm đây nè. Còn cái đùi đó nha. Còn đây hai cái dè xưởng dập sóng luôn, dập sóng cho nó cứng các bạn. Sóng trên những cái dè luôn, dè sóng ở dưới này luôn nè bạn. Đó, hai cái sóng đó. À, sóng đó. Giờ cái con máy này chỉ còn bắt bên lòng vô nó là lên xe giao đó bạn ơi. Ở đằng sau hệ thống sau là mà nó xài phân phối mới nha. Phân phối này của HNV của Gia Băng Technodic nè, của công nghệ của Gia Băng mà. Đó, chữ công nghệ của Gia Băng đó. Rồi xưởng xài cái hộp sọ của xưởng sản xuất mà, nó gọn là đẹp lắm. Hộp sọ sọ bông sới á, cái đó là ống nhớt, ống lọc nhớt á, cái ống nhớt qua đó nó lọc nhớt, nó lượt nhớt các bạn. Đây là cái hộp sọ đây. Rồi cái thanh chịu cái bông đó là bằng xài vuông, nó cứng hơn cái tròn. Hai cái cốt, cái cốt chịu cái ben nè, đây là cái đi ben đó nè. Đó, bông này bông mít gửi các bạn. Rồi, hệ thống là sao nó có tiben nó nè, xưởng xài tiben nghi địa luôn. Còn cái cốt bánh lái bánh là sao đó bạn, mà xưởng xài cái mâm mặt gam nó bự lắm, mặt gam nó khoảng tấc mấy á, thẳng thay mình ta có thể tắt hai các bạn. Cái cốt này cốt lắp của xe tải các bạn, xưởng mua về mới vớt lại xài cái bao qua gãy luôn các bạn, bao gãy luôn nha. Còn ti sau đó nè cũng vẫn xài ti nghĩa điện các bạn. Vậy là cái máy này nó xài ba ti các bạn. Ba ti là một ti lái, rồi ti ben cái bông, nhưng ti cái chợt có sao là ba ti. Đây cái ti nó là ba cái ti nha. Rồi mình quay giáp một con máy, bây giờ mình quay con máy trong các bạn, máy trong đàn con nữa. Con này là bữa ngày tới 29 mới vào. Đây, cấu trúc của nó vẫn vậy các bạn, nó cũng y gan vậy đó. Đây tem của này đóng nè, 2403 nè. Đâu mà Thái Lan luôn. Rồi cái đùi cái hộp số của ta 301. Cái đùi của cua ta 301 mà nó xài bố nhớt các bạn. Bố đạn nhớt. Trong nó có nhớt luôn. Nó chạy thắng chất lượng. Thank you.
cái máy này cũng mẫu mã vắng vậy, y gan một ba game đó, một thứ một. Đây tùy tùy của người địa luôn. Đây các bạn ơi, bây giờ cái con máy thứ hai này nó bây giờ đã vô găng luôn rồi nè, nó gần sớm đó, đó cái khớp mà đầu này nè, bạn thấy nó dậy không, dậy cả 8 phân các bạn, 8 phân ấy. Xài đặng lớn luôn nó mới cứng cáp, nó phải xài mới bền, bên đó cũng vậy luôn. T-Ben của xưởng xài là toàn T-Ben nghĩa địa, và cái cấu tì nó lớn lắm bạn, tì hai mấy các bạn, ở 24-25 gì đó, không nhỏ đâu mà tròn cái tay cầm giáp, tì này bự lắm nha. Rồi mình đã review hai con máy rồi các bạn. Bây giờ mình quay xong xương ngang cái nữa là mình cũng là kết thúc video nha các bạn. Bây giờ chi tiết của nó là nó mình quay cho nó hết rồi. Đó, đây con. Giờ đó con. Hiện giờ mấy anh thợ đang vô làm mà. Giờ đó. Đây các bạn, đây giờ cẩu ra, cẩu ở bên này đang bắt cái lồng vô các bạn. Rồi, cái này lên xe giao luôn hả vậy?
Cậu không ăn rồi. Rồi đó các bạn ơi, cho thử ok đó nha. Vậy là bây giờ lên xe nha. Quá ăn luôn, lái cực ăn luôn. Dạ được ơi. Rồi hạ xe xuống đi. Rồi các bạn ơi, bây giờ chứ con máy là đã lên xe xong nha. Còn ba cái bánh lòng nằm đây nè.
cấu lên nó là xong rồi. Mình cũng kết thúc video này, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Cho mình xin một đăng ký, một chia sẻ nha, để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Hẹn lại video sau, bye bye.